quý khán giả, thì hôm nay Tâm Bình mời quý vị đến với gia đình Tâm Bình, là Tâm Bình và hai đứa con trai Tâm Bình, để mà nướng cà các bạn ơi. Đấy, bây giờ các bạn cùng Tâm Bình để mà nhúm lửa nha. Bây giờ mình sẽ để than vô mình nhúm lửa các bạn ơi. Bây giờ mình để chảo lên mình thắng mở nha các bạn. Tâm Bình đã thắng mở xong rồi, Tâm Bình đổ hành vô, Tâm Bình thử mở hành đi các bạn. Đã nướng cà và thắng mở hành xong, Tâm Bình đã rưới mở hành rồi, Tâm Bình sẽ rưới nước tương lên. Thì Tâm Bình mời cả nhà cùng hai cha con Tâm Bình là ăn cơm với cà nướng mỡ hành với tép rang nha các bạn. Rồi. Ăn đi con. Mời quý vị khán giả. Rồi, Tâm Bình mời quý vị khán giả là các anh chị em cô bác mình cùng ăn cơm với gia đình của Tâm Bình nha. Rồi, Tâm Bình xin mời. Rất là ngọt các bạn ơi, cà vườn chúng ta trồng mới bẻ vô và nướng rưới mà hành lên và nước tương các bạn ơi, rất là ngon. Mời quý vị khán giả. Đây, tép rang với nước dừa rồi các bạn. Đây là Tâm Bình ăn cơm cùng hai hết bô của Tâm Bình các bạn ơi. Đó. Nay Tâm Bình làm cái món cà nướng mỡ hành và nước tương các bạn ơi, cho hai con nó ăn và tập cho hai con nó làm các bạn. Tép mỡ giòn rất là ngon. Ai nướng hả? À, ai nướng vậy? Ba. Ba không phải con hả? Không, mốt thì là mốt tự làm thử ha. Dạ. Tép mỡ mới thắng các bạn, giòn rất là ngon các bạn. Rất là giòn. Và cà cũng là cà mới bẻ vô là nướng rất là ngọt. Cà rất là tươi. Quá ngon các bạn ơi. Món này là món dân dã của đồng quê chúng ta các bạn. Nó đơn giản, thật là đơn giản nhưng mà nó rất là ngon. Các bạn anh chị em mình ở thành thị thì không có cà tươi vậy bay. Nói chung là người ta bẻ, rồi ta qua một thời gian người ta vận chuyển một hai ngày mới lên tới các bạn. Thì Tâm Bình ở đây thì Tâm Bình ở tại vườn, tại nhà chồng, mình bẻ vô là mình nướng liền, nó cà rất là ngọt các bạn. Cái này cho ăn hết đi, còn mặn chết vậy. Đó, chiều cà có bạn mình canh luôn. Chưa mà đỉnh. Ba chén hả? Đây là ba chén hả con? Dạ. Ngon miệng quá ha. Lâu lâu ăn món lạ ngon ha. Đơn giản nhưng mà ngon ha. Rẻ tiền. Dịu cực là ngồi nướng chút xíu là có một món
ăn rất là sang ha, của miệt vườn ba. Thì các bạn ơi, thì hôm nay một buổi cơm là cà nướng mỡ hành của gia đình Tâm Bình. Thì qua một buổi nướng cà và dùng bữa cơm của Tâm Bình, thì Tâm Bình xin các anh chị em mình cảm thấy có ngon thì ủng hộ cho kênh Tâm Bình và đăng ký kênh, like, share cho Tâm Bình để có thêm cái động lực để làm những video hay hơn. Thì gia đình Tâm Bình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.